Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo dựng uy tín vững chắc với các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động cải tiến sản xuất, chất lượng sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với trên 50 năm kinh doanh trong lĩnh vực nội thất, mới đây đơn vị này là một trong 4 công ty trên địa bàn tỉnh có sản phẩm được trao thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm nội thất của đơn vị đã và đang cung cấp cho thị trường toàn quốc với trên 2.000 đại lý phân phối sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực nội thất, doanh nghiệp đã chủ động đổi mới mẫu mã, kiểu dáng và đa dạng chất liệu. Đối với các mặt hàng của số lượng công ty chúng tôi, thì hiện nay khi mà nhận đơn hàng mới hoặc những đơn hàng mà sản xuất thông thường, thì chúng tôi đều nghiên cứu rất là kỹ về cái tính năng kỹ thuật của sản phẩm đó. Sau đó là sẽ làm một số công việc tiêu chuẩn để hướng dẫn đến từng người công nhân, để làm sao những người công nhân họ hiểu được từng khâu, từng vị trí của mình họ làm như thế nào và làm như thế nào đúng và làm như thế nào để đạt được cái kết quả hiệu quả nhất. Nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm giúp các doanh nghiệp này mở rộng, vươn xa trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, không chỉ trong nước mà còn có cơ hội kết nối với 30 đối tác nước ngoài. Hiện doanh nghiệp đã ứng dụng nhiều công nghệ máy móc hiện đại, bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên nhiều nền tảng, tận dụng thời cơ áp dụng chuyển đổi số trong việc phân phối sản phẩm và tìm kiếm thêm nhiều nguồn khách hàng mới. Qua đó, trước khó khăn của nền kinh tế, năm nay doanh thu của doanh nghiệp dự kiến tăng trên 20% so với năm 2023. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục đầu tư thêm vào công nghệ, thêm vào máy móc và kể cả phát triển con người và hệ thống để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng và đặc biệt là hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Hiện nay thì cái nhu cầu cạnh tranh trên thị trường thì rất cao, từ các không chỉ ở nội bộ thị trường Việt Nam mà từ các thị trường khác như thị trường Trung Quốc, thị trường Malaysia, Thái Lan và thậm chí cả Lào, Campuchia xung quanh. Nên để có thể tồn tại phát triển trong một cái thị trường đầy cạnh tranh này, chúng tôi sẽ phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn nâng cấp phát triển bản thân để có thể giữ vững vị thế của mình. Để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, Vĩnh Phúc cũng đã có nhiều cơ chế đồng hành và hỗ trợ tạo mọi điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu của mình, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.